Thưa quý vị, sáng nay ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo ghi nhận, gần 6 giờ xe dẫn giải bị cáo tới tòa. Phiên tòa liên quan tới nhiều người nổi tiếng nên an ninh được thắt chặt. Bán kính xung quanh tòa khoảng 200 m đều bị phá sóng điện thoại. Hàng rào thép gai được lực lượng chức năng tăng cường chuyển tới để đảm bảo trật tự phiên tòa. Là người đầu tiên bước lên bục khai báo, bị cáo Nguyễn Phương Hằng khai to, rõ ràng mình sinh năm 1971 tại An Giang và đang thường trú tại quận Nhất, TP.HCM. Về học vấn, nữ bị cáo cho biết mình học hết lớp 12 và có 2 quốc tịch. Nữ bị cáo khai bản thân có 4 con, từng bị phạt hành chính 1 lần vì vi phạm an ninh. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 24 tháng 3 năm 2022. Trong quá trình điều tra, bà Hằng khai thông tin phát ngôn khi livestream và đăng tải trên Facebook về các cá nhân nêu trên đều do đọc trên mạng, chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh.